quan tham nhận hối lộ. Hoàng Thông đại huynh có nhà không thế? Ồ, tưởng ai, hóa ra là Ngô Dương, mời đệ vào nhà. Tiểu đệ hôm nay có chút lễ mọn, gọi là cảm tạ đại huynh hôm trước đã lo lót giúp đệ được việc lớn. Đại huynh nhận cho tiểu đệ vui lòng. Ta đã phải ngày đêm suy nghĩ nát óc, bày mưu tính kế giúp đệ đấy. Số đất ruộng ấy từ nay không phải của dân, mà đàng hoàng trở thành tài sản nhà họ Ngô rồi nhé. Công của đại huynh như trời như bể, tiểu đệ xin được báo đáp từ từ. Hoàng Thông huynh có nhà chứ ạ? Ồ, thì ra là Trần Lợi đệ. Chắc huynh còn nhiều chuyện cần giải quyết, tiểu đệ xin cáo từ, hẹn vài hôm nữa lại tới chơi sao? Được, được. Hoàng Thông huynh, xin hãy nhận chút lễ mọn này của tiểu đệ. Cảm ơn huynh đã giúp đệ được ngồi vào cái ghế ấy. Ồ, đẹp quá. Đệ cứ yên tâm, cái ghế ấy, chứ có ghế to hơn nữa, ta cũng có cách giúp được. Vậy thì còn gì bằng, đa tạ đại huynh. Hai mươi sáu, 27, 28. 36, 37, 38, 40, 50. Hoàng Thông, con đang làm gì thế? Ở đâu ra mà lắm bạc thế này? Cha đấy à, cha nhìn xem này, đây toàn là quà biếu của người ta. Cả vàng bạc, lụa là. Mai con sẽ cho người may cho cha mấy bộ y phục mới bằng thứ lụa tơ thầm thượng hạng nhé. Họ lấy đâu ra mà biếu con nhiều tiền vàng đến vậy? Cha cứ khéo lo xa, chẳng cần biết là từ đâu mà người ta có, chỉ cần biết giờ nó là của con rồi. Nhưng nhiều thế này thì ăn bao giờ mới hết được? Thì không chỉ lo cho đời con, còn cháu con, đời chắc. Cứ thế, đời này qua đời khác, con cháu dòng họ ta cứ thế mà sống trong nhung lụa. 93, 94, 95, 96. Này Hoàng Thông, để cha hỏi con câu này. Con của con thì con gọi bằng gì? Sao cha lại hỏi thế? Thì con cứ trả lời đi. Thì tất nhiên gọi là cháu rồi. Thế con của cháu thì gọi là gì? Thì tất nhiên là chắc chứ còn gì nữa ạ? Vậy con của chắc thì sao? Cha hôm nay sao vậy? Con của chắc thì là chút. Chút. Thế con của chút, rồi cháu của chút thì gọi là gì nữa? Con làm sao biết gọi là gì nữa? Cha hỏi gì mà kỳ cục? Chính con mới là người kỳ cục đây. Con ư? Tại cha thấy con bất chấp đúng sai, chỉ chăm chăm vơ vét của cải, tiền bạc chất lên như núi, nhằm để lại cho những người sau này, mà con cũng không biết gọi là gì. Ta trộm nghĩ như thế thật là kỳ lạ lắm. Con người ta sống phải có phúc, có đức, để lại cho con cháu cái phúc, cái đức mới là điều đáng quý, chứ không phải những thứ này con à. Con những con lạc đà trong sở thú. Diệp, đang làm gì thế? Mẹ, con chỉ vẽ chơi thôi à. Còn một năm nữa là thi đại học rồi, sao không tập trung học vẽ vời mãi thế con? Cố gắng đỗ một trường kinh tế để sau này về tiếp quản công ty của bố. Vâng, con biết rồi ạ. Tớ đã vẽ xong chân dung mẹ cậu rồi đấy, để mai đi học tớ đưa cho nhé. Tuyệt. Cảm ơn cậu. Tớ vẽ không được đẹp lắm đâu. Tớ biết cậu vẽ thế nào mà, không cần phải khiêm tốn thế. Tớ thấy cậu rất có tiềm năng để trở thành một họa sĩ giỏi đấy. Mình rất thích vẽ. Ừ, tớ biết. Thế cậu có ý định đi học vẽ không đấy? Để tớ hỏi ông anh họ cho. Sợ là mẹ tớ không đồng ý.
mẹ muốn tớ thi vào một trường kinh tế. Nói cho mẹ biết mong muốn của cậu đi, tự tin lên. Cậu có thể học trường mỹ thuật, điều đó chẳng phải mơ ước của cậu sao? Nhưng tớ sợ mẹ tớ... Thôi, chuyện này bàn sao vậy? Giờ ra đằng kia đi cậu. Wow, đây là những con lạc đà vẫn sống ở sa mạc phải không mẹ? Ừ, đúng rồi con à. Cha cha, thật tuyệt vời. Kia có phải là cái bướu của lạc đà không mẹ? Bướu để làm gì vậy ạ? Ờ, thì sinh ra nó đã như thế rồi con à. Lạc đà sống trên sa mạc, rất khan hiếm nước nên nó dùng cái bướu đó để dự trữ nước đó em à. À, thì ra là thế. Thế tại sao chân lạc đà lại dài thế ạ? Cũng là vì chúng sống ở sa mạc đấy. Đôi chân đó giúp chúng đi lại ở môi trường khắc nghiệt đó mà không mấy khó khăn. Thế còn lông mi của lạc đà, sao chúng lại dày và dài thế kia? Chính nhờ có lông mi như thế mà lạc đà có thể bảo vệ đôi mắt khỏi cát và gió ở sa mạc đấy em ạ. Hăng hơ, lạc đà thật giỏi quá. Vậy chúng đang làm gì ở sở thú? Trong cái chuồng sắt chật hẹp này vậy mẹ, tại sao chúng không sống ở sa mạc để cây bướu, đôi chân dài và cả lông mi dài phát huy tác dụng của nó ạ? Chúng không được chọn môi trường sống cho mình con à. Chúng được mang về đây là để chúng ta ngắm nhìn đó. Con thấy tội nghiệp lũ lạc đà quá mẹ ơi. Thôi nào, qua chuồng khác xem nhé. Cậu bé thật thông minh, nó thắc mắc rất hay, rất đúng phải không? Tớ thấy cậu cũng đang trong hoàn cảnh giống như những chú lạc đà này quá. Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu cũng có tài năng nhưng lại không dám, không tự tin để sử dụng và phát triển nó. Sự nhút nhát của cậu cũng giống như cái chuồng sắt này vậy. Không, mình nhất định không thể đáng thương như những con lạc đà này được. Mình chắc chắn sẽ theo đuổi ước mơ và phát triển khả năng bản thân, nhất định là thế. Diệp, sao con? Mẹ đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi? Mẹ ơi, con có cái này tặng mẹ. Con vẽ đây à? Con vẽ mẹ. Vâng ạ, mẹ có thấy đẹp không ạ? Mẹ tưởng là con chỉ vẽ chơi thôi, không ngờ con vẽ đẹp quá. Con đã suy nghĩ rất kỹ và muốn được mẹ cho phép con đi học vẽ. Con muốn luyện thi để năm sau vào trường mỹ thuật. Chuyện này... Đây là ước mơ của con. Con không muốn giống như những con lạc đà trong sở thú, có cái bướu mà chẳng biết dùng để làm gì, có đôi chân dài mà không thể bước đi trên sa mạc. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Mẹ, dường như mẹ đã gây áp lực cho con quá nhiều rồi phải không? Mẹ xin lỗi. Thôi được rồi, con có thể đi học vẽ, rồi mẹ sẽ tiếp tục xem xét. Con cảm ơn mẹ. Công việc mới của ba. Ăn nhanh rồi mẹ chở con tới lớp nhé. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, lâu lắm rồi con không được ba chở đi học. Ừ, ba dạo này hơi bận con à. Anh phải đi làm luôn đây. Anh ăn sáng đã rồi hãy đi. Thôi anh không ăn đâu, hôm nay còn nhiều việc mà lại gấp nữa. Anh phải đến công ty sớm để giải quyết. Mà tối anh phải đi tiếp mấy đối tác, không ăn cơm ở nhà nhé. Ba ơi, cuối tuần này ba hứa chở con đi chơi, ba đừng quên nhé. Ừ nhỉ, mà hình như cuối tuần ba phải đi công tác mất rồi. Đợi lúc nào rảnh ba chở con đi nha. Thôi hai mẹ con đi ăn sáng đi, anh đi làm đi. Rõ là tội, anh ấy lúc nào cũng bận rộn, đến bữa sáng cũng không ăn kịp nữa. Cậu Bình vào gặp tôi một chút. Dạ vâng. Sếp gọi em có việc gì ạ? Cậu biết đấy, đợt này công ty làm ăn không được tốt, nhân viên thì nhiều, vì vậy công ty buộc phải cắt giảm nhân viên. Cắt giảm à? Tôi biết cậu là người có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc,
Nhưng vì tình hình bất khả kháng của công ty, tôi cũng rất tiếc khi phải để cậu rời đi. Mong cậu thông cảm cho. Sao hôm nay anh về sớm thế? Em tưởng tối anh đi tiếp khách cơ mà. Anh bị cho nghỉ việc rồi. Sao cơ? Nghỉ việc ư? Ừ, công ty cắt giảm biên chế. Đội ngũ cũ bị cho nghỉ hết. Mình đã hết lòng hết sức vì công ty, vậy mà không ngờ vẫn bị cho nghỉ. Thôi, nghỉ việc này ta tìm việc khác, anh đừng lo. Ba hứa cho con đi chơi mà. Ba. Con voi to quá bà ơi. Nè mẹ ơi. Hai cha con về rồi đấy à. Mẹ ơi, hôm nay con với bà đi chơi vui lắm. Được chơi đu quay này. Được ngắm con voi to ơi là to. Ba cần mua cho con khỉ bông này nữa. Vậy à, con khỉ đẹp quá. Con phải cho khỉ bông ngủ đây, bạn ấy mệt rồi. Thằng bé có vẻ rất vui. Ừ, lâu lắm rồi anh không có thời gian dành cho con. Lâu lắm rồi anh cũng mới vui như vậy. Em này, anh nghỉ ở nhà cũng được 2 tháng rồi. Công việc chưa tìm được. Cứ từ từ rồi khắc tìm được việc thôi anh à. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc cũng đâu phải dễ. Một mình em đi làm lo cho cả nhà, về nhà lại phải vất vả chăm con. Nhà mình vẫn còn một khoản tiết kiệm nhỏ. Chi bằng trong thời gian chờ tìm việc, anh ở nhà trông con, vừa bớt được khoản tiền đi lớp của cô Tin, vừa đỡ đần em được việc nhà. Anh không cần phải lo chuyện đó. Anh là người có năng lực, sớm muộn anh cũng sẽ tìm được việc thôi. Anh cần phải lo cho sự nghiệp. Bấy lâu nay anh đã lao đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho cả nhà. Anh nghĩ đây cũng là cơ hội cho anh rèn luyện, để anh có thể chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho cô Tin, cho con có những khoảng thời gian vui vẻ. Anh nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Ba nấu ăn giỏi quá. Hai cha con đang nấu món gì thế? À, mẹ về rồi. Mẹ về xem ba nấu ăn ngon chưa này. Chà, thơm quá. Ba con thành đầu bếp cừ khôi hơn cả mẹ rồi. Em à, trải qua bao công việc, giờ anh mới thấy một công việc mình yêu thích và ý nghĩa như vậy. Vậy ư? Việc gì thế anh? Việc đó là làm ba. Làm ba ư? Đúng vậy, đây là công việc mà từ trước đến nay anh đã bỏ trễ. Bây giờ anh mới thực sự hiểu được giá trị của nó, niềm vui mà nó mang lại. Đây là công việc mà anh phải thực hiện thật tốt trong khi chờ tìm được việc làm mới. Chúc mừng ba có công việc mới. Em cũng có tin vui cho anh đây. Bạn em ở công ty Ánh Dương vừa báo tin công ty đã nhận anh vào làm rồi đấy. Chỉ may là giấy báo sẽ gửi anh thôi. Ồ, vậy sao? Từ nay ngoài công việc ở công ty ra, với công ty ở nhà, anh cũng sẽ cố gắng trở thành một nhân viên mẫn cán, xây dựng công ty gia đình mình ngày một hạnh phúc. Cần sự tập trung. Chúng ta vào học được nửa tháng nay rồi, mà thầy vẫn cứ dạy mãi một bài đầu về sách lược. Đúng vậy, tớ học thuộc lòng đến vắt ngán đến nơi rồi. Môn võ cũng vậy, mãi thấy đứng tấn với mấy bài quyền khởi động, thật chán chẳng buồn tập. Tớ nghe nói bọn học trò thị trấn bên cạnh đã múa được bài quyền hoàn chỉnh rồi đấy, lại còn được học thêm rất nhiều kiến thức về y học nữa đấy. Thôi mở sách ra ôn bài đi, không thầy vào bây giờ. Các trò đã ôn bài kỹ chưa? Thưa thầy, suốt 2 tuần qua, cả môn văn lẫn môn võ, thầy chỉ dạy chúng con có một bài. Học đã thuộc lòng hết cả, đến bao giờ thì chúng ta có thể chuyển đến bài mới thưa thầy? Chúng ta sẽ chuyển đến bài mới khi nào các học trò có thể thực sự hiểu hết những gì thầy truyền dạy và kiên trì tập luyện đến mức tốt nhất. Thưa thầy, con thấy đã học tốt nhất rồi, kỳ thi chưa tới, nhưng cứ học thế này thì chúng con sẽ chẳng học được gì nhiều. Phải đấy,
chúng con muốn thầy dạy thêm nhiều bài học khác nữa. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một bài học mới. Các trò hãy đứng dậy theo thầy xuống khu rừng dưới chân núi. Đi nào, tuyệt quá! Hôm nay, thầy sẽ giao cho các con một nhiệm vụ là dùng chiếc gậy tre để bắt ve. Kết thúc công việc, thầy sẽ giảng cho các con một bài học mới. Bắt ve ư? Trò này dễ ợt à! Nào, nhanh lên, không cần hỏi nhiều, các con cứ làm theo lời thầy. Mãi mới được có 5 con, không ngờ công việc bắt ve này cũng khó quá. Các con có thể tham khảo cách bắt ve của cụ già phía bên kia kìa. Giỏi quá đi mất. Ông ơi, làm sao mà ông có thể bắt được nhiều ve đến thế? Trông đơn giản như ông dễ dàng nhặt cái gì đó ở dưới mặt đất lên vậy. Phải đấy. Trong khi chúng cháu chỉ mới chạm cây gậy vào là chúng bay đi mất. Thời điểm bắt ve là mỗi khi vào hè. Khi bắt ve, đừng vội vàng mà phải kiên nhẫn. Khi thời điểm đến, phải tận dụng thời gian để bắt được càng nhiều ve càng tốt. Nếu không phải đợi đến tận sang năm. Khi ta mới bắt đầu bắt ve như các cháu, ta cũng thường xuyên bắt trượt đấy. Vậy ông làm thế nào để bây giờ có thể bắt được chính xác như vậy? Sau đó, ta quyết định tự rèn luyện ta, đặt một viên bi nhỏ trên đầu gậy và cuối cùng, ta cố gắng giữ cây gậy sao cho viên bi không rơi xuống. Đặt một viên bi trên đầu cây gậy sao? Lúc đầu, ta đặt một viên bi trên đầu cây gậy. Ta mất một vài tháng để làm điều này, để có thể giữ cố định được viên bi trên đầu gậy. Thì đó, ta có thể giữ gậy đúng với vị trí ta muốn, rồi quyết định đặt 2-3 viên bi, rèn luyện một cách kiên trì. Không kể ngày tháng, thì việc bắt ve trở nên dễ dàng như thế này đó. Thật tuyệt vời, không thể tin ông có thể làm được điều đó. Các em hãy nhìn kỹ dáng vẻ của ông lão khi bắt ve. Người ông bất động như một khúc gỗ vậy. Đúng vậy, ta giữ chặt cánh tay mình. Cho dù trời đất thế nào, mọi thứ xung quanh không làm ta chú ý, ta sẽ không nhìn thấy gì ngoài đôi cánh con ve ta muốn bắt. Ta chỉ hoàn toàn để tâm vào con ve. Tài nghệ của ông lão thật đáng khâm phục. Đúng vậy. Sao thầy không dạy bọn trẻ sách vở, lại quan tâm đến chuyện bắt ve đứt đổi bình thường của tôi vậy? Không phải là chuyện bình thường đâu thưa lão. Công việc của cụ đã đến mức người khác phải thưởng lãm và cảm phục rồi. Thôi, thế này là tạm đủ rồi. Lão phải về đây. Chào thầy và các trò. Chào ông ạ. Các trò đã hiểu ra bài học hôm nay thầy đưa ra không? Bài học về sự tập trung và nỗ lực thưa thầy. Đúng vậy. Chỉ một công việc rất bình thường, nhưng ông lão đã kiên trì, tập trung cao độ để rèn luyện đạt tới cảnh giới thần kỳ. Các em cũng vậy, thầy muốn mỗi một bài học cần phải được tìm hiểu cặn kẽ đến tường tận mọi vấn đề, sau đó mới chuyển sang bài học mới được. Chỉ khi chính mình rèn luyện mình thật khắt khe để thực sự giỏi ở một lĩnh vực trước đã, rồi hãy tham vọng tìm hiểu kiến thức mới, còn hơn là cái gì cũng biết mà không thực sự giỏi và nổi trội ở một lĩnh vực nào cả. Đó chính là bí quyết thành công hơn người. Các con hiểu không? Hóa ra nguyên do mọi chuyện là vậy. Không ngờ sự việc bắt ve đơn giản mà trong đó lại chứa đựng câu chuyện ý nghĩa đến như vậy. Bài học hôm nay đã hết, mai chúng ta sang bài mới nhé. Dạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!